xa bước đi dạt dào trong tim khắc ghi phút giây đọng mãi trong lòng. Quỳ dưới ngôi cao lòng thành con khấn nguyện chọn kiếp yêu thương người lòng con đã chọn. Thay mặt ông bà tổ chức tụi con đặt lề niệm ơn cho công đức là con long và hân hoan chào đón quý bà con đời ngoài thân lâm về tại chùa Vị Già thành phố Huế để long trọng tổ chức lễ hành hương cho hai Phật tử sáng hôm nay. Tại lớp chùa Vị Già này dưới sự chứng kiến tòa quyền chúc phúc của chư công đức quý bà con người ngoài con khách chúc cho đôi chân ta và chân trên tăng lâm tình biết mặt và đầu nghiệp phu thê. Lời chúc trăm năm đẹp đời thêm sáng đạo dù trước con tim mình hạnh phúc hoa hẻ cười tỏ ánh nắng bình minh tiếc đời thế nặng ống chiếc bao tình cho đứa trẻ hòa mình nguồn sống mới. Sáng hôm nay ngày 11 tháng 11 năm nhâm dần tại ngôi chùa Vị Già thân thương thành phố Huế long trọng tổ chức lễ hàng thường cho hai Phật tử Nguyễn Liền, Phạm Tân Quảng Khang và Phật tử Trần Thị Trà My Phạm Tân Nguyễn Thị để hướng đến một việc này đạo tràng là trang nghiêm. Tiếp theo buổi lễ chúng con thành tâm cung thỉnh Đại Đức Đạo Hiệu Thích Hạnh Tướng Đại Lao Chư Tôn Thiện Đức có đôi lời chia sẻ với hai Phật tử là Tân Lang và Tân Nương để nhắc nhở cô nhau và chủ đề hiểu hơn về cuộc sống hạnh phúc lửa đôi theo tinh thần của Đức Phật dạy về hạnh phúc gia đình của người Phật tử tại gia. Giờ này chúng con thành tâm cung thỉnh Đại Đức Ban Đạo Từ. Hôm nay là ngày lành tháng tốt dưới sự chứng minh của ba ngôi tam bảo, đó là một duyên lành mà hai con đã gieo trồng trong vô lượng kiếp. Sắc cầm hào hợp bền dai phủ loan tưởng lửa đẹp thay duyên lành, tớ hồng nguyệt lão trần trần xe tơ kết tóc sẵn chẳng từ lâu, tóc xanh trong đến bạc đầu chồng chồng hòa bờ thùng là cấu muôn đời. Thầy xin thay mặt cho hiện tiền chư tăng cầu nguyện tam bảo từ bi giáo hộ cho đôi trẻ được thân tâm thường an lạc, loáng phục hòa minh, sắc cầm hợp hợp là nghiệp, đáp tường thi ý. Cùng đồng cầu nguyện hai họ được kết làm thông gia, tình nghĩa càng thêm nồng hậu. Cầu nguyện với gia đình, bạn bè gần xa thân hiệu được ngày càng thêm lớn phúc đức tăng trưởng. Kính bạch hiện tiền chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể hai họ cùng đôi tân lang tân nương thân mến,
Hôm nay ngày lành tháng tốt, hai con đầy đủ yêu lành, từ vũ giữ mãi phù mỗi tạm bạc, dưới dục tứ tăng bộ niệm cầu an hàng thờ. Như vậy hằng thuần là gì? Hằng là mãi mãi, thuần là hòa thuận. Trong cuộc sống hôn nhân của chúng con, sự hằng thuần sẽ đem đến cho con sự hạnh phúc mãi mãi nhất trường. Gia đình hòa thuận thì gia đình mới an lạc bình an. Như vậy trong cuộc sống giờ này, hai con đã trở thành vợ chồng, hai con biết rằng cuộc sống vợ chồng sẽ đưa hai con đến một con đường mới. Nếu trọn đầy, hai con cần phải sẵn sàng hòa thuận. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, đồng tâm hiệp lực thì mọi sự mọi bề đều viên mãn trọn đầy hạnh phúc. Vợ chồng tốt trăm năm hòa hợp, con cháu hiền mãi kiếp được vinh quang. Nghiệp vụ của người vợ đối với người chồng, mỗi lần khi chồng đi làm về thì người vợ phải niềm nở vui vẻ đón nhận chồng một cách hạnh phúc. Chồng trở về gặp người vợ hoan hỉ vui vẻ chào đón thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Dù đi đâu, dù làm gì đi nữa thì mọi gia đình, nụ cười của người vợ, người chồng cũng tìm về tổ ấm. Kính thưa quý vị, bởi vì cuộc sống bên ngoài có nhiều áp lực, nhiều sự muốn ruột, nếu người vợ không biết hoan hỉ, không biết đón tiếp thì mỗi lúc người chồng trở về nhà họ cảm thấy buồn. Chính vì buồn họ không muốn trở về nhà, họ chỉ muốn lang thang ở chỗ này chỗ đó. Vấn đề thứ hai là người vợ phải biết trung thủy, bởi vì cuộc sống hôn nhân, sự trung thủy của người vợ đó là niềm tin và động lực của người chồng. Và điều thứ ba, người chồng làm được vất vả thì người vợ phải biết lo cho gia đình, lo cho con cái và lo cho gia thất bên chồng. Chính vì những điều đó làm người chồng là một rất hoan hỉ, an tâm giao cả tài sản mình cho vợ. Hai con có trách nhiệm đối với cha và mẹ hai bên họ hàng. Khi con dâu về sống ở nhà chồng thì việc hiểu thuận với cha mẹ chồng, phải nghe lời nhắc nhở của cha mẹ chồng. Mỗi lần cha mẹ chồng có đau ốm thì phải một lòng một dạ sâu sắc hỏi han, phải đưa vợ mình về thăm cha thăm mẹ và động viên cha mẹ để cha mẹ có niềm vui, để cho hai già thân gia được gần gũi. Trách nhiệm của người rể đối với cha mẹ vợ cùng giống như vợ đối với cha mẹ chồng, bởi vì cha mẹ vợ đã sinh ra một người phụ nữ, một người
con gái giờ đây là chặt vợ mình. Họ thương con gái như thương Ngọc, thương Ngài. Giờ đó một cái tai họa nặng mà đối với con cái bất hiểu với cha mẹ. Bởi vì nghĩa sanh thành của cha của mẹ là cao lớn. Giờ đây bởi có cha có mẹ mới có mình, rồi để bước đường cuộc sống hôn nhân, chúng con lại làm cha làm mẹ. Đức Phật cũng dạy rằng trách nhiệm của người làm cha làm mẹ thì phải săn sóc cho con cái, phải hướng con cái mình làm những điều lành lẽ phải, phải cho con mình đến trường, đến lớp để học hành. Rồi khi con cái trưởng thành, chúng mình hai con phải có trách nhiệm định vợ gả chồng cho sự nối sự thuận. Mà Đức Phật vì thương xót, Ngài đã chỉ bảo ngoài cuộc sống hôn nhân hạnh phúc lứa đôi, ngoài những trách nhiệm đối với cha mẹ vợ, đối với cha mẹ chồng, hai con cần phải tuân lời Phật dạy, phải nói gương cổ đức, sống chất tròn đời và đẹp đạo. Trên bước đường dầu gặp những điều gian nan trở thử thách, dù có gặp những điều mà trái ý, hai con cần phải nhận nhịn, chia sẻ. Bởi vì nhận nhịn, chia sẻ đó là một đức tính tốt để thoái họ đến nghĩa thân gia được hạnh diện, được vui vẻ và tình được mãi mãi vẹn tròn. Giờ đây trước ngôi Tam Bảo, hai con một lòng chỉ thành, thầy có đôi lời nhắc nhở hai con trước khi bước vào hôn nhân cuộc sống gia đình. Khi hai con bị tóc xe duyên thì hai con được đối với cha mẹ đồng ý. Bởi vì cuộc sống trong cuộc đời giữa bao nhiêu người, mấy người là bạn, giữa bao nhiêu người, mấy người là người thân, và giữa bao nhiêu người, mấy người là tri kỷ. Rồi giữa muôn trùng của người ấy, chỉ có một người là vợ là chồng. Bởi vì duyên định kiếp được cuộc đời này mà hai con hôm nay được có duyên làm vợ làm chồng để tắt xe tôi. Khi hai con định với nhau thì giữa thế gian này là một niềm rất kỳ lạ. Bởi vậy hai con phải trân quý, phải biết thương yêu, phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi khi buồn phiền cũng giống như mỗi khi vui vẻ, hai con đều chia sẻ những ngọt bùi đắng cay. Bởi vì hòa thuận, bởi vì hiểu nhau, bởi vì thương yêu nhau nên hai con cố gắng giữ tâm mình. Dù biết bao sóng gió cho cuộc đời, dù biết bao những cuộc đời vui chuộng, nhưng hai con khi hai con yêu nhau, hai con có một vật định tình
mà thế gian gọi là đúng nhận. Tại sao gọi nhận? Nhận tức là chịu nhận nhịn. Nếu thường nhìn nhau, hai con đã trao nhau với nhau thực nhận, tức là hai con trao cho nhau sự nhường nhịn lẫn nhau. Chiếc nhẫn làm bằng vàng có màu sắc sáng chói, vàng có tính năng, dù có bọt mẻo, dù có bụi trong lòng đất sâu. Hôm nay được sự cho phép của chúng ta hiện tiền, thầy có đôi lời nhắc nhở động viên và chúc phúc cho hai con, cũng như chúc phúc cho hai bên hòa hạ để quyền thân gia được trọn vẹn, được thanh tịnh và cùng nhau san sẻ những nỗi vui buồn trong cuộc sống. Một lần nữa thầy xin phúc cho hai con được tình được nhau với mạng. Nam mô Giảng Cảm Tường Bồ Tát Ma Ha Phật. Lời giáo huấn của Đại Đức là chúng con nguyện khắc ghi để làm hành trang của cuộc sống. Tiếp theo, buổi lễ nguyện cùng nhau chúc sống trọn đời, không phải là tôi, là tớ, không phân biệt đồng nam khích nữ, để tỏ lòng bình đẳng lẫn nhau. Giây phút này, cô giáo và chú rể hãy quỳ nhiều, quỳ nửa nhiều lẫn nhau, quỳ lễ để tỏ lòng bày sự tôn trọng bình đẳng. Sau này, từ đây, nguyện cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau xây dựng gia đình trong năm hạnh phúc như tâm nguyện ban đầu mà hai vị đã mơ ước. Xin cô giáo chủ đề hãy vải nhau. Cái lời này nguyện trọn đời chúng tùy, nhận lời này luôn tha thứ cho nhau. Tiếp theo chương trình là sự phát nguyện của cô giáo của chủ đề quỳ về quỳ lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cha mẹ, kính thưa bà con nội ngoại, trong thời gian qua hai chúng con đã tìm hiểu và yêu thương nhau. Nay duyên lành đã đến, hai chúng con được sự đồng ý của cha mẹ hai bên cho phép chúng con kết duyên vợ chồng. Hôm nay tại chùa Nam Phổ, chúng con cung thỉnh chư tôn đức Hoan Hỷ Quang Lâm chứng minh tạc lễ hàng thuần để cầu nguyện cho chúng con kết duyên nguyện ý. Quỳ được tam bảo trang nghiêm, hiện tiền chư tôn đức cùng cha mẹ và bà con hai họ, chúng con thành tâm phát nguyện và ý thức rằng dù một đời có gặp khó khăn thử thách, chúng con cùng cùng lòng đồng cam cùng khổ, trên thuận dưới hòa, chung thủy và sống trách nhiệm với nhau. Đối với cha mẹ sống tròn đạo làm con và bộ phận của Phật tử, chúng con luôn luôn trọng nhau thành thật và thủy chung trọn đời, để không phụ công ơn xếp thành giáo dưỡng và niềm tin yêu của cha mẹ dành cho chúng con. Cùng đi tỏ lòng tri ân đến tam bảo và chư tôn đức, chúng con nguyện phụng đạo giúp đời, làm người có ích cho xã hội. Chúng con nguyện khắc sâu những điều nguyện thứ đi trong cuộc sống hàng ngày. Nguyện thứ nhất, chúng con nguyện đời sống hàng ngày sao cho xứng đáng với đạo đức của tổ tiên và nòi dũng của chúng con. Nguyện thứ hai, chúng con nguyện đời sống hàng ngày sao cho xứng đáng với kỳ vọng và mẹ cha và họ tộc đặt nơi mộ chúng con. Nguyện thứ ba, chúng con nguyện nương vào nhau xây dựng cuộc sống bằng tình thương, sự tin cậy, sự hiểu biết và lòng kiên nhẫn. Nguyện thứ tư, chúng con nguyện thường nhắc nhở sự trách móc, sự hờn giận chỉ đem đến đau khổ, nên giữ hòa khí bằng sự thấu hiểu và niềm tin cho nhau. Nguyện thứ năm, chúng con nguyện trong đời sống giúp hết tâm lực và mọi phương tiện để xây dựng cho thế hệ con cháu của chúng con trong tương lai
Cuối cùng, chúng có nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ chư tôn đức Pháp Thể Kinh An tuệ năng thường chiếu để dìu dắt chúng sanh trên bước đường tu thân hành thiện. Kính mong tự thân phù mộc phước thọ nhân đường. Kính chúc bà con nội ngoại và bạn bè thân hiếu sức khỏe dồi dào, gia đình an khang. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Có câu khi ta yêu ai đó là ta yêu tất cả những gì mà người đó có, chúc cho đứa trẻ luôn nhiều niềm hạnh phúc của nhau. Tiếp theo là lễ trong ngày, chúng con thành tâm cung kính thượng tọa Đại Hiệu Thích Kiếp Niệm, con lâm trước cô giáo và chủ rể chủ quyền đối nhận cử lễ hạnh phúc trăm năm này để chúc phúc cho ngôi trường tòa trao nhận cho chủ rể để trao cô dâu và cô dâu trao cho chủ rể. Cô giáo chủ đề chúng ta bắt đầu ta nhận cho nhau sự chuẩn bị. Trao nhau đôi nhận nhắc cho nhau dự đạo phu thế nhận đứng đầu, nhận để gia đình luôn hạnh phúc, cho tình chồng vợ mãi bền lâu. Đôi nhận cưới là được lòng vào tay nhau, đó là biểu tượng của sự kết duyên chồng vợ với một tình yêu sâu sắc, nguyện cùng nhau đi hết suốt cuộc đời. Giờ này buổi lễ sắp mặc phần, xin cô giáo chủ đề chúng ta đứng dậy trang nghiêm lạy bái lạy mặt trên Phật tiền đảnh lễ chư tôn thiền đức. Sau đó chúng con cung thỉnh thượng tọa chứng minh làm lễ có lời có ăn cho cô giáo và chú. Yeah.
đến đây đã thành rồi biết mà. Chúng con cung thỉnh chư tôn thiện đức hồi quy phương trời. Nguyện liền Phật Chân Quảng Khai và Phật tử Trần Thị Đà Ni và Chân Nguyện Thủy diễn ra đang yêu và trọng thể. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý bà con nội ngoại quan khách đã dành một thời gian tham dự buổi lễ. Sự thành tâm cầu nguyện sẽ mang đến hạnh phúc bền vững cho đứa trẻ những năm tháng chung sống với nhau sau này. Trong lớp tiểu hành lễ không sao đánh khỏi thiếu sót, ngưỡng mong chư tôn thiện đức cùng quý liệt vị niệm tình hoan hỷ. Nam mô Hiện Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Hiện Tạng Bồ Tát Ma Tát.